giờ thì mình đang ngồi ở trong lớp học pha chế bên trường Cao đẳng Văn Lang. Học viên thì họ vừa mới tan học xong các bạn. Đó, và ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái điều khá là đặc biệt các bạn nhé. Thì ngày hôm nay chương trình học pha chế của chúng ta sẽ có thay đổi một chút. Đó là tôi sẽ đưa các bạn đến một nơi gặp một người, một nhân vật rất là đặc biệt. Và tại đây nhân vật này sẽ chia sẻ, hướng dẫn chúng ta cách làm một món đồ uống rất là ngon và rất là đặc biệt. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên đường nhé. Ok, let's go. Bây giờ tôi đang ra chỗ để xe, lấy xe và chúng ta sẽ lên đường các bạn. Đây, tay xách nách mang này, đồ nghề đây. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở bên kho hàng của bên trung tâm Mixology Space các bạn. Đó. Hiện tại đây chúng ta có rất nhiều loại siro này. Đây là siro di pha. Rất nhiều hương vị thì các bạn có thể xài những loại siro này để pha chế trà sữa này. Hoặc là cocktail, mocktail đều được. Đó. Rất nhiều loại siro ở đây. Rồi có cả cà phê này. Đấy. Đây là các loại trà. Ở đây thì chúng ta có các loại bột sữa. Đó. Thì link mua sản phẩm mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video. Các bạn kéo xuống để xem nhé. Okay, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi lên trên tầng 4 để gặp nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Ok, let's go. Hello anh, chào anh, khỏe không anh? Lâu quá không gặp. Thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại trung tâm giải pháp đồ uống Mixology Space và đứng bên cạnh tôi đây là anh Hồ Tùng Sơn, giám đốc công ty Việt Khải Hoàn chi nhánh Hà Nội và cũng sẽ là người đồng hành chia sẻ cùng chúng ta trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thưa anh Sơn, anh có thể chia sẻ cho em cùng cả mọi người cùng biết rằng là cái chặng đường phát triển sự nghiệp của anh từ khi anh bắt đầu bước chân vào nghề là một bartender cho đến hiện tại bây giờ khi mà anh thành lập công ty Việt Khải Hoàn chi nhánh Hà Nội được không ạ? Mình thì bắt đầu vào nghề từ năm 2008. Thời điểm đầu thì mình làm phục vụ cho cửa hàng bánh ngọt Nguyễn Sơn. Đó, sau đó thì mình chuyển sang làm nhân viên pha chế cho nhà hàng ở trên Lý Thường Kiệt và Ngô Thị Nhậm. Đó, và mình tiếp tục công việc pha chế đó trong khoảng 3 năm. Và mình bắt đầu chuyển sang, sau đó mình chuyển sang bên công ty Tấn Khoa và ở đó mình là phụ trách cái nhãn hàng Syrup Morning. Đó, và mình làm ở Morning được khoảng 5 năm. Thì mình chuyển sang công ty Tân Nam. Ở đó mình phụ trách nhận hàng siro test xe. Đó, và từ đó đến nay thì mình cũng có làm thêm một vài công ty khác nữa về mảng nguyên liệu kem, nguyên liệu bánh và nguyên liệu đồ uống, về làm về giải pháp cho sản phẩm và phát triển nhãn hàng. Đó, thì đến thời điểm hiện tại thì mình đã mở công ty Việt Khải Hoàn chi nhánh Hà Nội được khoảng hơn một năm nay. Đó, với mục tiêu của mình khi mình mở công ty là mình muốn đem đến cho thị trường những cái giải pháp đồ uống tốt nhất và những cái nguyên liệu pha chế mà nó phù hợp với thị trường nhất. Vâng, cảm ơn anh.
Thanh Sơn, anh có thể chia sẻ thêm cho em với cả mọi người cùng biết được rằng là khi mà bắt đầu bước chân vào nghề pha chế ấy, thì cái điều gì anh cảm thấy nó là khó khăn nhất đối với một người bartender khi mới bắt đầu bước chân vào trên cái con đường pha chế ạ? Thật ra là mình thời điểm đầu mình mới đi làm từ năm 2008 ấy, thì cái công việc pha chế cũng như là phục vụ nó chưa được gọi là một cái nghề để người ta có thể có một cái sự nghiệp, có một cái tương lai hay là đi sâu vào nó để mà sau này có thể là phát triển được. Đó thì đấy là cái khó khăn nhất. Đó, và bản thân mình thì sau khi làm pha chế được khoảng 3 năm thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về công việc của mình. Đó, sau đó mình bắt đầu mình chuyển sang công ty Tấn Khoa, và từ khi mình làm nhãn hàng Morning thì mình học hỏi thêm được rất là nhiều về kinh doanh, về phát triển sản phẩm, về làm thương hiệu. Đó, và đến nay thì mình mở công ty với mục đích là để đưa ra những cái giải pháp bán hàng tốt nhất cho khách hàng. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Thanh Sơn, chỉ một câu hỏi nữa thôi, đó là anh có thể đưa ra một vài lời khuyên cho các anh em, những bạn nào mà đang có đam mê và ý định muốn bước chân trên cái con đường pha chế này được không ạ? Do là anh em làm mảng pha chế thì mỗi người sẽ có một cái đam mê riêng. Có người sẽ thích về mảng trà, có người sẽ đi sâu vào cà phê, có người thì lại nghiên cứu sâu về mảng rượu, cũng như là làm những cái bartender biểu diễn như là Tuấn Anh về bartender flair rồi là về latte art. Đó, nhưng tất cả những em mà đã có trong mình một cái đam mê rồi và muốn đi sâu vào nó thì nên bỏ thêm nhiều thời gian và công sức để trải nghiệm nó và để tập trung nghiêm túc với nó. Và khi các bạn nghiêm túc với cái đam mê của mình và các bạn theo đuổi nó, các bạn sẽ có một cái thành quả tốt. Xin cảm ơn những cái sự chia sẻ rất là bổ ích của anh Sơn. Thưa các bạn, thì ngày hôm nay anh Hồ Tùng Sơn sẽ mang đến cho chúng ta một cái món quà rất là đặc biệt, đó là anh Hồ Tùng Sơn sẽ chia sẻ cho chúng ta công thức, cách pha chế, cách làm một món đồ uống rất là ngon và rất phù hợp và vào những cái ngày thời tiết nắng nóng vào mùa hè như thế này. Anh Sơn, đó là món đồ uống gì anh nhỉ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món đồ uống của mình là cà phê đường đen đi kèm với cả kem chi vị sầu riêng. Dạ. Đó. Cà phê đường đen và đi kèm kem cheese. Chúng ta có thể gọi nó là cà phê đường đen kem cheese. Có vị sầu riêng nữa. Có vị sầu riêng nữa. Đúng rồi. We'll be right back.
Thưa bạn, như vậy là anh Bùi Tùng Sơn đã vừa hoàn thành xong món cà phê kem chi sầu riêng đúng không ạ? Hướng dẫn chia sẻ cho chúng ta. Bây giờ thì tôi sẽ muốn thử xem món này cách uống như nào anh nhỉ? Đây là bạn uống nó trực tiếp qua lớp kem trên lớp cà phê. Cái kia này là mình ăn sẽ ăn lớp kem liên tiếp. Mình xúc cái kem này mình ăn và mình xúc cái lớp đường ở trên này mình thử cái lượng đường cháy kết hợp cùng các kem chi đó. Mình sẽ thử các bạn nhé. Cái lớp kem chi này rất là ngon bạn, nó dày này. Và cái đường này mình thấy là anh là đốt nướng đấy đúng không? Em muốn trực tiếp đúng không? Đúng không? Nếu mà mình quấy được, vẫn quấy được đúng không? Vẫn quấy được nhưng mà trực tiếp nó sẽ ngon hơn. Có vị cà phê. Đúng là cà phê kem chi sầu riêng mà. Đừng nghe. Có vị đừng nghe. Rất là ngon các bạn. Okay. Cảm ơn anh Hồ Tùng Sơn rất là nhiều ạ. Chúc các bạn sẽ thành công với món cà phê kem chi sầu riêng ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye.